Rồi, mến chào cô chú anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em tiếp tục giao lưu phôi hoa giấy anh chị. Phôi hoa giấy này hôm nay đã sống khỏe hết rồi nha anh chị. Hôm nay em có được 10 cây. Rồi, em bắt đầu bằng mã số 18. Cây số 18 nha. Chiều cao nó khoảng tầm 40 mấy, 40 mấy cm anh chị. Đây, củ đấy nó cũng to. Đây, cây số 18. Cây số 18 này em xin giao lưu với anh chị là 380.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha anh chị. Rồi em qua cây số 19. Chiều cao của nó cũng khoảng tầm 40 mấy sen, 45. Củ đế. Cây số 19 nha anh chị. Cây này là đã sống khỏe hết rồi. Cây này 19 này em cũng giao lưu với anh chị là 380.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Này, cây số 20. Cái đế hành nó dài. Này, cả gan hơn gan tay em nha. Cây số 20 này em xin giao lưu là 450.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Này, cây 20. Cây số 21. Củ đế bự lắm nha anh chị. Tay em cầm không giáp luôn nha. Cây số 21. Em xin giao lưu với anh chị mình là 700.000, bao sống bao ship luôn nha anh chị. Đó. Cây 21 là 700.000. Xin lỗi, cây 21 em bán 700.000 nha anh chị. 700.000 em bao sống cho anh chị mình luôn nha. Cây số 22. Cây số 22 này thì nó khoảng 50 sen nha anh chị. Đây, vành cổ nó. Vành cổ nghe, vành thân ngay đây cũng phải 20, 20 sen. Cũ nó này. Cây này em cũng giao lưu với anh chị mình là 700.000 bao ship luôn. 700.000 bao ship toàn quốc anh chị mình luôn. Này, cây này số 23. Cây này chơi dáng này dáng quái nha anh chị. Đó. Cây 23 này em xin giao lưu là 750.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Cây số 23, 750.000. Đây là cây số 24. Dáng này dáng nằm nha anh chị. Cây số 24 này em xin giao lưu là 700.000, bao ship cho anh chị mình. Cây mấy cây hôm nay là đã sống khỏe hết luôn rồi anh chị. Cây này bung mầm dài rồi, bung nằm tầm khoảng 5 phân rồi nè. Đó. Đây là cây số 25. Cây 25 cái dáng. Cây số 25. Hoành cổ nó cũng phải 20 mấy phân, 23, 24 phân nha anh chị. Cây số 25 này em xin giao lưu là 650.000, bao ship cho anh chị mình luôn nha. Đây là cây số 26. Hoành cổ ngay đây thì nó tầm khoảng 20, gần 20 gì nha anh chị. Thân nó cũng lắc lượng. Nó chỉ có một cọng rễ to với cọng rễ nhỏ nha anh chị. Đó. Cây số 26 này bữa nay em bán là 600.000, bao ship cho anh chị mình luôn. Cây số 26, 600.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình. Đây là cây số 27. Có một cái cục gù ngay đây. Cũng to lắm nha. Đây, cây số 27. Cây này em cũng bán là 600.000. Bao ship cho anh chị mình luôn. Cây số 27 nha anh chị. Anh chị xem kênh nhấn đăng ký ủng hộ em nhé anh chị. Em xin cảm ơn ạ. Em xin kết thúc video tại đây ạ.